Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Minecraft, đi tìm ra những món đồ VIP ở trong các cái Lucky Block có độ may mắn Max Level. Yes, và đây là Noob. Xin chào. Trời ơi, chào, quên mất là quay về đây. Quay đằng dương kia tí, đánh một lúc vỡ cái dương ra thì. Rồi, hai chiếc dương to chà bá quen thuộc của chúng ta đằng sau của Noob đây. Đấy, chắc chắn là ở trong đó có chứa cái Lucky Block có độ may mắn Max Level rồi. Thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Mở dương dưới đi. Chúng ta ngày hôm nay sẽ đến với Lucky Block Electro. Đó, nó còn có ý nghĩa như thế nào thì các bạn cứ gõ Google dịch là cái là ra liền. Mình cứ nói tiếng Anh đi cho các bạn Việt sắp Việt súp. Lucky Block Electro. Chúng ta sẽ đến với cái Lucky Block có độ may mắn cộng 100 đây. Mà mong rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được thêm những cái món đồ mới, những cái món đồ VIP ở trong cái Lucky Block này. Và mình phải đi xa một xíu đã, sợ rằng cái điện nó giật lây ra, giật đến nỗi mà nổ cả cái dương kia là hơi mệt đấy. Rồi, chúng ta vừa vào đập cái Lucky Block đầu tiên và được ngay cái đôi giày Electro. Quá hay. Mỗi tội là à, mình quên mất mình chưa. Đây, mình đang định bảo là mỗi tội là cái đôi giày này khi mình nhảy lên thì nó sẽ có cái hiệu ứng. Đó, nó có cái hiệu ứng kiểu như phía dưới chân mình nó sẽ có một cái block để giúp mình bay lên vậy, giống kiểu hiệu fly ấy. Nhưng chả biết giải thích sao đó. Đấy, kiểu như các bạn thấy không, kiểu như bắc thang lên hỏi ông trời vậy. Lên. Đó, không bao giờ mình rơi xuống được. À luôn. Đây. Cứ đi này, đi mãi trèo lên mãi và mãi. Trừ khi mình cởi nó ra. Đó, thôi mình đi xuống thôi. Trời, bây giờ còn không xuống được luôn đấy. Bây giờ how to xuống luôn. Rồi ok, cởi ra đi. Ai ui, đó các bạn thấy không, mình chạy một hồi là bây giờ lại mất công thời gian xuống. Nhảy. Pew. Rồi ok, hàng đống comment block luôn. Rồi chúng ta lại đến. Wow. Rồi, lần đập thứ hai đúng, chúng ta lại được thêm một cái point VIP. Rồi legendary lucky point. Nói chung là rất là nhiều hiệu ứng. Và mình nghĩ rằng là cái point này mình để cuối clip, hoặc là mình gặp con quái vật nào thì mình sử dụng sau. Chứ bây giờ thì sử dụng có tác dụng gì đâu. Rồi ok, ăn luôn. Trời ơi, ăn cái này vứt luôn. Mấy cái Lucky Block kia là chạy. Không lên động ở đây. Các bạn đã biết rằng là cái này nó có tác dụng như thế nào rồi. Tốt nhất là tránh xa, nổ nó mất mạng đấy. Mấy cái Lucky Block kia là nó độ may mắn là không, thế nên là mình cũng không đập làm cái gì. Mình chỉ đập mắc may mắn thôi. Rồi chúng ta có một cái thẻ hacker này. Rồi. Trời, ném thế mà mình không trúng cái con cừu. Buồn thật đấy chứ. Mấy cái thẻ đấy nói chung là ném ra mà dính vào người mình là bị hiệu ứng mệt lắm. Oh, baby Lucky Gaming. Sao mình lại đã có con rồi ta? Rồi chúng ta lại nhận được thêm cái quần Electro. Hay quá, quần này có hồi phục máu level 4 và kháng lửa level 2. Được. Oh, rồi, lại được thêm cái mũ Electro luôn. Nhìn trong bóng tối này, để kháng các kiểu đây. Thở dưới nước level 2. Nói chung là cũng VIP đấy nhờ. Trời ơi, quên mất, lại mặc nhầm cái giày. Rồi, chúng ta nhận được cái gì đây? Cái kiếm virus này. Trời ơi, điện. Rồi, tựa chém. Các bạn thấy không? Rất là mạnh luôn. Đừng có đùa với cái kiếm này. Rất là mạnh. Đấy. Nói chung là ở đây có mấy con này thì nó chắc là không thể test đam được mấy cái này. Mấy con rồng chém chắc là cũng phải khá thời gian mới chết đấy. Rồi, chúng ta lại nhận được thêm cái kiếm tiếp. Khaple. Kiếm này kiếm ba màu luôn à. Tưởng bảy sắc cầu vồng, nhìn hóa ra là ba màu, nhìn cũng đẹp gớm ta. Và có 18 sức tấn công thôi. Nói chung là cũng VIP. Hơi bị VIP luôn. Rồi, chúng ta lại có thêm cái kìm. Cái kìm để bẻ răng. Nào, nhổ răng nào. Ôi ôi, 27.5 sức tấn công đấy, không phải đùa đâu bạn ơi. Đó. Mỗi tôi là không có mấy cái hiệu ứng kiểu như khía cạnh của lửa để có thể là giúp mình được thịt chín luôn. Rồi, chúng ta có một cái giếng này. Mình bây giờ cũng chả có gì, thôi nhảy luôn người vào đi. Rồi ôi, rất là nhiều độ kim cương các kiểu đây. Đá quý, emerald. Ok, 18 luôn à, nhiều thế. Ô, trên này vẫn còn này. Chắc phải được 20 chứ nhở. Mình nghĩ là phải được 20 đấy. Hơn. Rồi ok, set dụng cụ bằng sắt này. Nhưng mà mình lấy mỗi cúp thôi.
có khi nào đập được ra mấy cái bẫy không? Từ xem cái này là cái gì đây. Trời ơi, đất sét nhuộm trắng nó bị lỗi hình ảnh ạ. Không hiểu luôn, chắc là điện giật à? Điện giật thế bị lỗi à? Không hiểu lý do luôn. Rồi ôi. Rồi emerald này. Rồi lại chắc là lại đất nó bị nhuộm màu. Rồi. Tiếp theo chúng ta lại được nhận thêm một cái bow, hacker bow à? Wow. Vô hạn, nói chung là tất cả các level kia trừ không bị phá vỡ level 127 còn tất cả đều level 5 hết. Không phá. Cái này là không phá vỡ được đâu. Wow. Chủ cái này không cần tên luôn, quên mất. Quên mất một điều nữa là không cần tên, cái này bắn ra một cái thẻ. Cái này nó sẽ bắn ra một cái thẻ, mình hình như là mình đã từng dùng rồi. Nhưng mà hiện tại thì mình nghĩ rằng là mình... Ôi, các bạn thấy không? Cái này là... Đó, thẻ này thẻ giống vừa lấy mình định ném vào nhưng mà không trúng cái con cừu kìa. Thế nên là... Đó, các bạn thấy không? Rất là mạnh luôn. Còn mình muốn test cho bản thân mình phải không? Thôi, tí nữa đi. Cuối clip mình sẽ test cho các bạn xem rằng là sức mạnh của nó như thế nào. Nói chung là cái hình như là cái hiệu ứng nó khó chịu kinh khủng luôn ấy. Hiệu ứng quay cuồng. Còn hơn cả hiệu ứng buồn nôn của con cá lóc. Khó chịu lắm. Rồi, ok, lại được thêm cái quần này, xong cho mình cái áo nó đi, cho một full một set electro đi. Thế là được một set đầu VIP rồi. Cái gì đây? Learn to fly. Oh, wow. Trời ơi các bạn thấy không? Mình được hẳn cái hiệu ứng bay. Nói chung là vô hạn luôn. Trời ơi, đã nha. Cái này mà chơi bad gua thì thôi. Núp là số 1. Núp vô địch. Núp bá đạo. Rồi, tiếp đến là chúng ta có một cái cung electro. Rất là hoành tráng đấy, không biết là bắn ra gì. Wow. Bắn ra sấm sét này, siêu nhân sấm sét biến hình. Ở đây không có bé heo nào ta? Để bắn cho biến hình thành người lợn. Siêu nhân sấm sét. Siêu nhân người lợn đâu ấy? Không có. Đồng bằng này mà không có người lợn nào nhỉ? Tiếp thật. Trời ơi, không có bé heo nào luôn. Để như siêu nhân người lợn biến hình. Toàn bé cừu thôi. Rồi bỏ qua. Lại là cái này. Rồi không có cái gì nữa. Ôi. Trời ơi, mồm vừa bảo không có. À, mấy cái này nó rơi vào là hơi bị căng nha. Cái này kiểu như là poi ấy. Thôi mình né ra đi. Ra đi đập cho nó thoải mái. Ok, thức ăn kìa. Súp. Rõ ràng đây là súp mà. Rồi, okay. Ôi cháy. Chắc là mình bắn sấm sét thế là bị cháy đây mà. TNT à? Ok, đó các bạn thấy không? Mắc may mắn là cũng ra TNT à. May là mình không không kiểu oai hùng đập ở gần cái mấy cái dương của mình chứ không giờ này cũng goodbye rồi. Nguy hiểm lắm, nói chung là không lên thử dù chỉ một lần. Ok, chúng ta đập tiếp nào. Mình sẽ đứng tìm ở chỗ nào. Đây. Xuống dưới này đập đi. Hey. Rồi cái giếng này. Trời ơi. Bắn thế mà không trúng cái. Đó bạn thấy không? Mình đang bị hiệu ứng chậm rãi này. No. Sự chậm rãi không thể đi được luôn ạ. Nghĩ gì mà giữ chân được mình. Rồi luôn, nghịch dại rồi. Rồi, đó các bạn thấy không? Mới nhẹ cái qua như thế rồi đã có cái hiệu ứng khó chịu cái kia rồi. Rồi, thôi. Nhặt hết đi. Mới nhẹ thế thôi mà đã mới bắn cái cung electro shock này nhưng mà đã bị đơ lại rồi. Các bạn thấy không, sức mạnh của điện nó rất là lợi hại nên các bạn không thể nên thử đâu, không nên thử dù chỉ một lần. Nó giật cho một cái thôi, không có lần thứ hai đâu. Đó, chúng ta có super electro bow. Cái này là super nhá. À, cái này bắn ra tên. Cái này bắn bằng tên. Cái này không dùng cái thẻ rồi, không dùng cái cạc rồi. Một áp này. Wow. Rồi luôn, chúng ta lại có thêm học được cái hiệu ứng revival. Vô hạn thời gian. Đã nhỉ. Đây là the repoint này. Còn đã được nhuộm màu nữa thế. Nhuộm màu tên đấy. Rồi, chúng ta nhận được một thanh kiếm Overloader Electro. Rồi, 1000 sức tấn công luôn. Không bị phá vỡ chắc chắn rồi. Và tất cả đều level 5. Wow, cái này to nhá. Đẹp thật. Ông anh. Rồi lại là boy. Giày mình chưa được cái áo đâu. Thế mình lạ.
Đây rồi. Được đồ kim cương Cindy. Wow, bảo vệ level 127 luôn hả? Ok, mặc tạm mấy cái đồ kim cương đi. Mình bây giờ chỉ thiếu cái áo Electro thôi. Electronic. Rồi, cất cái này đi. Cất. Sau đó lấy Lucky Block ra. Chúng ta vẫn còn đến hai lần là hai lần. À đây, đập xong lần này là còn một lần về lấy nữa mà. Thế là thoải mái mái đi, bay sang bên này. Rồi lại đất. Đất, à đâu, cái này là lần này là kính nhá. Oh, lồng spawn con mèo này. Hay quá. Thế thì Creeper còn lâu mới dám xuất hiện đây luôn. Lại là Poi. Những cái đồ nào mà mình bị trùng lặp rồi mình sẽ không không xem nữa. Rồi ok, chúng ta nhận được thêm một thanh kiếm Lightning Katana. Wow, thanh kiếm Nhật sấm sét này. Rồi kiểu như siêu nhân sấm sét không biết chém ra. Wow, rồi đúng với cái tên của nó luôn. Chém là ra sấm sét ạ. Wow. Nhưng mà cái này có vẻ là nguy hiểm cho chính bản thân mình quá. Các bạn, mình chém à đây chém được xa. Mình cứ tưởng là phải chém vào gần, nói chung là sấm sét nó vẫn đánh được vào mình. Wow. Siêu nhân sấm sét biến hình. À đây rồi, bé heo. Bé heo siêu nhân người lợn biến hình. Siêu nhân người lợn biến hình nào. Rồi, mấy con người lợn này thì không bị cháy nên thoải con gà mái đi. Siêu nhân người lợn biến hình. À siêu nhân Zumba biến hình. Biến hình thành cát luôn. Mình cho bụi luôn. À đây siêu nhân người xương. Biến hình luôn. Rất mạnh đấy các bạn, thấy không? Mình test sơ sơ cho các bạn thôi. Chúng ta nhịn test nhiều quá thì nó hơi nhàm. Rồi, chúng ta lại nhận được tên Super Bowl. Lại là kính ư? Hoài luôn. Đọ không. Rồi ok, chúng ta lại được thêm một cái Hacker Bowl. Tiếp tục là Hacker Bowl. Đây, lên hạt trên này đập đi. Cho mấy con Zumba nó không làm phiền được mình. Các bạn, mình có hiệu ứng fly rồi, thế nên mình cũng không quan tâm nó. Ok, mấy kiếm này mình có hết rồi. Rồi, súp thỏ. Súp thỏ L-O-L. Ok, chúng ta vứt luôn này đấy. Gì đấy? Oh, rơi lấy cái bụp một cái, hóa ra là ngôi sao Nether. Ok. Shorting star. Kim cương à. TNT à. Đổ đi, thoải mái đi. Nó còn cách xa cái dương mình lắm. Thế nên thoải con gà mái đi. Thoải con gà mái đi. Rồi lại được thêm. Rồi lần này lại hiệu ứng này à. Còn hiệu ứng nào khác không? Có hiệu ứng nào phun máu bất tử không? Cho núp một cái thôi. Rồi đó, mắc bên. À đâu, cái này là có độ may mắn là không đây. Mà thôi mình cứ đập đi, mình lỡ đập ra rồi ấy. Vai laser. Wow. Trời ơi, thế để hóa kiếp luôn thành phù thủy nhá. Trời ơi, siêu nhân phù thủy biến hình. Biến hình. Trời ơi, biến chạy đi đâu. Biến hình. Trời ơi, tất cả thành phù thủy luôn. Biến hình. Mình sẽ biến hình hộ mấy bác này. Đó, ui, tập đoàn phù thủy luôn. Sướng. Nhờ có mình là mình biến thành phù thủy đấy. Chứ không là vô công rồi nghề mệt lắm. Tí nữa mình lại ngứa tay mình tiêu diệt nốt thì. Rồi ok, đó. Vừa lấy mình có Electro Shock là giờ này mình bay lên mình bắn cũng được à. Trời ơi, tưởng TNT à. Đặt ở đây, đặt tiếng Anh này. Wow. Rồi chúng ta được mưa Lucky Block Electro. Kim cương này. Chó à. Sao biến hình thành siêu nhân chó nhỉ. Rồi thành người sói nhỉ. Có phải hợp lý không? Rồi chúng ta được thêm một cái cung mới này. Wow. Cái gì đây? Trời ơi, cái cung này màu đỏ vẻ là VIP đây. Thử bắn nào. Wow, bắn. Nói chung là cái này bắn ra thẻ bài rồi. Tí nữa mình sẽ thử test chính bản thân mình bằng việc là bắn xuống dưới đất. Cái gì đấy? Sao tự nhiên lại tự nhiên mình bị hiệu ứng đào chậm nhưng mà lại không ấy. Kiểu như mình bắn xuống dưới này này. Đó. Bắn xuống dưới đất mình lại bị luôn, không hiểu lý do. Mày yên tâm, mình miễn nhiễm hay sao? Trời ơi, không được cái áo ạ. Đây là đấy, các bạn thấy không? Electro Shock là cái này. Đó, mấy cái này là cái cung này bắn ra này. Cái gì đây?
cái gì đấy? Con kia đang bị hiệu ứng kìa bạn, thấy đơ người ra không? Oh, Shorty Star. Oh. Ghê thế cơ ạ. Trời đó, mình bắn nhầm cái mà dính vào người mình à? Cãi đi. Oh, no. Rồi, mình được một cái Super Bowl mà hiện tại thì mình nó đang dính trước mặt mình không thể lấy được. Chưa, không ổn rồi. Con này lên nó ám quẻ mình rồi. Nào, lửa. Thí sinh tiếp theo. Bây giờ thế nào? Thế nào mới cả thế Campuchia. Hứ hư với mình. Bây giờ là thế nào? Rồi, quần. Buồn ghê. Bây giờ là cho mình quần nữa. Rồi, về cắt đồ đã. Bây giờ là thế nào? Bọn nào nó thích solo nhào vô đấy. Bọn này nó kéo 500 anh em nó đến. Chạy đi đâu bốc khói luôn đấy chứ. Rồi, mình cắt hết những món đồ này ra. Rồi, bây giờ lấy Lucky Block. Trời ơi, buồn ghê. À, nhận định làm cái gì? Thế nào? Định thế nào? Thế nào với cả thế Campuchia. Rồi, chúng ta lại nhận được thêm virus. À, cái này giống như kiểu cái kiếm ấy các bạn. Nói chung là mấy cái thẻ bài như đây, mấy cái này thì cái kiếm, cái cung nó đã thể hiện được cái sức mạnh rồi. Mình cũng chả ném ra làm gì. Bởi vì là cái nó bắn ra rồi, nó chém ra rồi thì mình vứt ra làm giải quyết được gì. Đó, ví dụ cái cung này. Siêu nhân lợn biến hình. À đâu, siêu nhân người lợn mới đúng. Rồi, ta sẽ vứt lóc anh. Wow, trời quá trời luôn. Quá trời kim cương, quá trời ngọc lục bảo. Sung sướng thật, mình có cái hiệu ứng fly vinh viễn này. Nó đã lắm các bạn. Vinh viễn luôn. Thế mới thích. Rồi, đây chúng ta sẽ vứt này. Lại là kim cương. À, Lucky Boy. Này ăn luôn. Này ăn luôn, bởi vì cái Lucky Boy này nó không có nhiều hiệu ứng quá. Nên là mình cũng ăn đi cho hồi máu. Ok, lại là kiếm. Đó. Lại là mũ. Thường thì các bạn sẽ thấy mình đập mấy cái dương đầu Lucky Block rất là chậm, bởi vì là có những cái món đồ. Đôi đấy là người ta gọi là ôi, trời ơi, hiệu. Những cái món đồ mà kiểu như mình chưa có thì mình sẽ test cho bạn xem luôn. Đó, còn mình có rồi thì mình test làm gì nữa. Bỏ qua luôn, next ra đồ khác. Không có qua công đoạn test đâu. Đó, ví dụ kiếm này này, chắc chắn rồi. Kiếm này là chém ra cái này các bạn. Khó chịu lắm. Rồi luôn. Khó được cái áo kinh khủng khiếp luôn ạ. Ồ, từ vừa lại toàn thấy da dày rồi. Lại Shorting Star. Toàn thế là da dày với cả da quần. Mũ nữa. Áo không thấy đâu. Ok, Electro Shock. Mong rằng là đây là cái dương cuối cùng. Thế là ủa, lại là len. Cái dương cuối cùng thế nên là mong rằng là ủa, còn đây là đây. Còn mỗi 6 cái đó. Thôi đừng bay vào đây nữa. 6 cái thôi. Chỉ mong rằng là được cái áo các bạn. Núp xúc động lắm. Rồi ôi, được cái quần. Này cái áo này. Áo này. Ồ, nghe lại là cái bầu này. Áo này. Đòn lao. Ôi. Áo đây các bạn. Tin đây là áo. Các bạn tin đây là áo không? Ồ, không phải. Đây là giày. Rồi. Ngày hôm nay không được cái set đồ Electro này rồi. Buồn. Buồn sâu sắc luôn ạ. Mỗi áo kim cương. Thật là bực quá đi. Rồi, bây giờ đến lượt đây là cái poi này, cái poi siêu vip mình ăn hết đi nhỉ. Yeah. Uống ăn đem uống hết đi. Bỏ sót làm sao? Bây giờ làm sao? Bây giờ là thế nào? Ok, mình sẽ uống hết đống Lucky Poi Legendary nhá. Đó. Rồi, uống hết đi, đặt khăn nước. Hey. Rồi, wow. Trời ơi, hiệu ứng thì các bạn ấy đếm không có xuể. Máu ít thôi nhưng mà hiệu ứng thì nhiều. Rồi, dương lại từ. Mình phải cài cái giày này xuống nữa, không thì nó mắc rồi. Đó, đây. Đây là những cái món đồ ngày hôm nay mình đã đập được. Ví dụ, đây, từ đó mình sẽ test thử cái Hacker Bow.
cơ bầu này, cái đây này. À, bắn dưới, bắn trúng dưới chân mình luôn. Cái kiếm này mình sẽ thử ra. Đó các bạn thấy không? Trời ơi đảo lộn kho đồ. Trời ơi mặt trời, mặt trăng, mặt đất là đảo lộn tùm lum tà lưa, tùm lum tà lao luôn. Bạn thấy chưa? Đó, sức mạnh của nó là như thế đấy và chỉ còn cách là bye bye. Trời ơi còn không chết được kìa. Mày có? Trời ơi, còn nghịch dại rồi, một phút huy hoàng. Nghịch dại rồi bây giờ còn không chết được kìa. À đây rồi, đây rồi, mày quá, mày quá. Chết được rồi, chết được rồi. Ôi tưởng không chết được rồi. Cúm đòn. Đó, tiếp đến là cái cung này, thử 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 xem nhá. Trời ơi, cái này thì cũng không có kém đâu. Cái hiệu ứng là gọi là thở chết cạn đây. Hết cái bong bóng nước là bắt đầu chết dần, chết mòn. Nói chung là khó khăn đấy. Nói chung là nó cũng vip lắm ấy, đùng nó đùa. Ok thì có lẽ rằng là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và thử thách cũng như là cái phần đi tìm đồ vip ở trong cái Lucky Block Electro Mark may mắn đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn yêu thích cái series này, yêu thích cái Lucky Block này thì đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh. Và xin chào và gặp lại. Bye bye. Xin chào xin chào. Rồi lúc nữa bây giờ là trèo lên mặt trăng gặp chị Hằng này. Bye bye. Để giật điện.